Khởi sắc xuân sang, mở mang tri thức. Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo giáo viên toán tư duy Finger, tính toán nhanh trên đôi bàn tay. Đây là chương trình được tài trợ 100% học phí bởi hệ thống Vinasoluban. Chương trình này dành cho những thầy cô giáo, những ba mẹ đang có con từ đối tượng 4 đến 12 tuổi. Vì trong chương trình này, các bạn sẽ sở hữu 4 bí quyết. Thứ nhất, các bạn sẽ có được cái bí quyết dạy học thu hút, dạy học ấn tượng. Thứ hai, trong chương trình này, các bạn sẽ có được cái bí quyết để duy trì nguồn năng lượng và tạo ra động lực học cho các em học sinh. Và cũng trong chương trình này, các bạn có thể gia tăng nguồn thu nhập của mình thông qua việc giảng dạy bộ môn toán tư duy. Trong chương trình này, các bạn cũng sở hữu bí quyết để chúng ta có thể đồng hành giúp cho các em học sinh và các con của chúng ta phát triển bộ môn toán, đặc biệt giúp các con yêu thích bộ môn toán hơn mỗi ngày. Và còn chần chừ gì nữa, hãy đăng ký ngay vào đường link bên dưới để các bạn sở hữu, để các bạn có cơ hội được tham gia chương trình đặc biệt này. Và trong chương trình đặc biệt này, Vinasoluban dành tặng 3 suất học bổng cho những thầy cô và những ba mẹ may mắn nhất khi tham dự chương trình này. Mỗi suất học bổng trị giá là 1 triệu đồng. Và với học bổng này, các thầy cô và các ba mẹ có thể lựa chọn bất cứ một chương trình học tập nào của hệ thống Vinasoluban. Vâng, hãy nhanh tay đăng ký vào đường link bên dưới để các bạn sẽ được trực tiếp đồng hành cùng với cô Hiên. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại chương trình.